Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại bây giờ là Lực Sư và chị Loan và chị Ni cũng đi lên phường nha cô chú anh chị. Thì phía trước các chị cũng đi lên phường vừa xong và bây giờ thì đi ra cô chú anh chị. Dạ bây giờ thì chị Loan và các anh luật sư cũng đi rồi cô chú anh chị. Dạ thì hiện tại bây giờ là luật sư với chị Loan cũng về nhà cô chú anh chị. Trước thì có luật sư cô chú anh chị. Dạ vừa rồi thì chị Loan, chị Ni và chị luật sư và anh luật sư cũng từ tòa về cô chú anh chị. Và nói rằng thì sáng ngày hôm nay thì chị Loan cũng đi lên tòa hai lần luôn. Luật sư Loan thì đi sáng giờ đi trên đi đâu về? Đi lên tòa về. Đi tòa án về. À, bây giờ cũng đã về nhà. Hai luật sư cả chị Ni cũng đã vào trong nhà rồi. Bây giờ thì đang làm việc trong đó kìa. Dạ thì hiện tại vừa rồi cũng có cô luật sư đến chở chị Hồng Loan và chị Ni đi lên phường nha cô chú anh chị. Sáng ngày hôm nay thì chị Loan và chị luật sư và chị Ni cũng đi giải quyết công việc cô chú anh chị. Dạ phía trước thì cũng có anh cũng vừa đến và có mua hàng ủng hộ cho chị Loan. Sáng hôm nay thì chị Loan cũng lên tòa hai lần nha cô chú. Vừa rồi thì chị Loan cũng lên tòa mở sáng sớm rồi chị Loan cũng về. Về xong thì chị luật sư cũng lại đến cũng chở chị Loan và chị Ni đi lên phường. Xong rồi từ phường ra đi lên tòa tiếp cô chú anh chị. Ngày hôm nay thì chị Loan cũng vừa nhập những đơn hàng bánh trung thu để bán cho các cô chú khán giả cô chú anh chị. Phía trong hiện tại bây giờ thì cũng có bê kem nha cô chú. Bê kem còn nhỏ nhưng mà rất là giỏi luôn, giúp phụ mẹ lên những thùng hàng ra cho chú chắc lên xe để chở đi giao cho các cô chú khán giả ở gần gần đây cô chú anh chị. Phía trước thì cũng có anh chị cũng mua hàng xong bây giờ thì cũng đi cô chú anh chị. Cô chú anh chị và các bạn xem video cho quên xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Quân Độ Phát triển hơn cô chú anh chị. Mày giao mày kéo Yeah.
hai cô khán giả này đến thắp hương cho chú nghệ sĩ Vũ Linh nha cô chú anh chị. Thì cô cũng mua hàng để ủng hộ cho chị Loan, và bây giờ thì cô cũng ra đi cho cô chú anh chị. Có cô còn lại đến mua hàng nè cô chú anh chị. Phải nói rằng là chị Loan bán hàng rất là đắt luôn. Chị Loan bán bánh trung thu cho nên là khán giả cũng đến mua bánh trung thu ủng hộ rất là nhiều luôn á cô chú anh chị. Con bê Ken cũng ra đứng trước rồi của chú anh chị. Hiện tại bây giờ thì cũng có chị gái cũng vừa đến để mua hàng ủng hộ cho chị Loan. Thì chị Loan ngày hôm nay nhập rất là nhiều bánh trung thu cho nên là khán giả cũng đến mua bánh trung thu ủng hộ cho chị Loan rất là nhiều luôn đó cô chú anh chị. Dạ ngày hôm nay thì rất là đông khán giả đến mua hàng ủng hộ cho chị Hồng Loan nha cô chú anh chị. Thank you.